tặng các anh em ha. Thì đây là cái con bô này, là cái con bô của quay, nhưng mà cái này khách là lúc trước gắn cho cái chiếc xe rim nên nó có cái bát đó, thấy không? Thì bô này là loại bô móc nha các bạn. Đó, đây là bô móc nè. Đó, bô này là bô móc này, lỗ này chắc khoảng 30 32 đó. Bây giờ khách là muốn mình nó là lên lỗ lớn nữa thì mình tính là mình thì mình lên lỗ lớn nữa là mình sẽ lên lỗ cho nó là 40 đi ha. Đây nè. Đây là cây này lỗ 40 nè. 40 40 42 vậy á, mình cũng không có rành lắm tại vì mình ra mình thấy khúc này vừa vừa thì mình lấy về để mình làm nè. Thì cái này, cái cây sắt này là mình chỉ cắt một đầu nhỏ thôi nè, cắt đầu nhỏ để mình gắn ngoài đây nè, còn ở mấy bên trong là bằng lưới các bạn, còn phía bên vòng vòng ngoài là nỉ đó. Lưới thì nếu hai một hồi mình lấy ra mà cái lưới trong á mà mình thấy nó bung ra bự được nữa thì mình sẽ sử dụng lại cái lưới cũ, nếu mà nó bung ra được không được bự nữa thì mình sẽ sử dụng lưới mới á. Đó, lưới mới của mình nè, đó thấy không, lưới mới nè, thấy không. À, lưới mới này á, thì mình cũng mới mới lấy về nè, thì hổm rồi nó hết mình mới lấy về nên đừng nay mình làm cái bô lại. Thì nếu mà cái chỗ của các bạn mà các bạn mua không có lưới này á, thì có thể các bạn điện mình sẽ cắt cho chia cho các bạn miếng, thì miếng bao nhiêu tiền thì các bạn điện cho mình, còn tiền phí ship thì các bạn chịu ha, còn các bạn muốn mua nỉ cũng điện cho mình luôn, mình sẽ mua giùm cho, thì mình chỉ mua giùm các bạn thôi, còn các bạn chịu phí ship thôi chứ mình không có lời lớn bao nhiêu ha. Quên nữa, nếu các bạn mà liên hệ mình thì các bạn điện qua số điện thoại là 0373 808 625. Đó. Đây là cái này thì để mình lấy cái dĩ ra rất là dễ đó, mình cắt cái này thấy không, mình cắt trên đan miếng nè, cắt cái đan miếng thì khách yêu cầu mình mở cái lỗ này cho nó bự ra thì mình làm thôi ha, thì mình là thợ thì ai yêu cầu khách làm sao thì mình sẽ làm vậy, thì để mình test thử cái tiếng coi nó có mình ra lỗ bự nó có lớn hả, hay hơn không hơn không á, thì mình sẽ đúc vô cái con xe này nè, mình đúc vô con xe quen pha của mình thử rồi xong mình làm lên lỗ xong mình cũng thử cái nữa là như là hai lần á. Bây giờ mình sẽ đúc cái tháo cái bô này ra để mình đúc cây bô này vô là mình thử cái tiếng thử ha. Rồi cái bô mình cũng gắn vô rồi ha, thì mình gắn hờ hờ thôi vì cái này là gắn cho rim cho nên cái này nó không vô trong được, cho nên mình bắt nó nằm ở phía ngoài để mình thử thôi. Bây giờ mình sẽ đề máy cho bạn nghe thử cái tiếng bô nó là sao ha. Rồi thì bây giờ mình bô mình bắt vô ok nè ha. Bây giờ mình tiến hành mình sẽ đề máy thử cây bô cái tiếng nó lớn hơn nãy không ha. Thì chắc cái lỗ bự thì nó sẽ phải lớn hơn được một tí xíu. Giờ thì mình đề ha. Rồi cái tiếng bô á, bạn nghe không, tiếng bô thì nó nghe nó cũng ấm và nó cũng lớn nha, nhưng mà cái này khách yêu cầu mình mở cái họng bô này cho nó bự ra nữa thì mình chỉ việc mình làm thôi, thì làm theo yêu cầu khách thôi ha.
chứ mình thấy tiếng bô này cũng ổn rồi, cũng lớn rồi, nhưng mà thực khách đòi lớn hơn nữa thì để mình mở rộng ra thử nữa, thử coi sao cái tiếng là sao ha. Rồi tiến hành mình sẽ mổ bô ra. Rồi cái bô này mở cũng ra cũng rất đơn giản bạn, đó người ta khi mà người ta đậy nắp lại thì hàng đây một miếng nè, là trên đây một miếng, mình có lấy máy cắt mình cắt này không. Nếu bô của bạn mà cái lậu như vậy á, mà trong đây các bạn thấy có hai cái mối hàn thì mình cứ việc mình cắt hai mối hàn là mình nại cái nắp này ra thì nó sẽ ra thôi. Bây giờ mình nại ra nè, thấy không, ra thấy không, lỡ ra nguyên vỉ luôn nè đó, thấy không. Đây là cái lưới nó nè, lưới nó không biết hồi mình bẹt cái bự ở trên nửa này nó làm vừa bằng nè. Cái này là mà mình mà mình ấy bự nữa thì nó sẽ không được, cho nên mình sẽ sử dụng lại cái mình sẽ sử dụng cái lưới mới này ha. Đó mình sẽ cắt cho nó bự ra. Trong đây thì cũng đơn giản nè, đây nè, nó có ba cái nỉ nè. Bây giờ mình sẽ rút mấy nỉ ra. Ở cái này là không phải nỉ mà cái này là gòn gòn giống trái thôi, nhưng phải nỉ. Mình đã rút cái gòn thử ha. Có cục lớn vậy các bạn ơi, chứ họ không có nhiều. Chúng ta lại thử coi rút ra được không mới quan trọng. Thì ở trong đây nó có một cái ống tiêu, ống tiêu nó dài khoảng tới đây nữa các bạn, dài khoảng tới đây nè, là cái nòng này nó sẽ chọt vô cũng đơn giản ha. Giờ mình tiến hành mình xả này ra đi bạn, xả này ra cho nó vừa với cái này nè đó. Hồi mình sẽ ịnh như vậy là mình ấy luôn nè. Hồi mình sẽ ịnh như đây là cái mình gạch lỗ bắt đầu mình mới cắt ra. Hãy
Thì cái ống tiêu này mình bóp vô nữa không, để cho cái hơi, và cái hơi nó ra tới đây là nó sẽ nén lại, nó sẽ lực hơn ha. Khi mình chạy garanti nhỏ thì nó sẽ nhỏ, khi mình lên ga lớn thì nó tiếng nổ sẽ lớn. Thì ống này, ống của nó nhẹ nhỏ hơn, thấy không, thấy không? Hai ống nó không nhỏ bự ha. Giờ mình tiến hành mình đút ngược ngược vô trong cái bô này. Đút ngược vô xong là mình sẽ lên máy mình test thử cái rồi ha. Thì mình sẽ sử dụng cái gòn lại, cái gòn này thấy đen vậy nhưng mà vẫn còn được các bạn, thấy không? Với mà khách không yêu cầu mình thay. Bây giờ mình sẽ quấn ngược ngược lại cái này luôn ha. Rồi mình đóng vô ok nè. Bây giờ mình tiến hành mình sẽ bắt lên và mình bắt lên mình test thử coi tiếng bô nó lớn hơn ha. Rồi xong mình sẽ hàng hai mối thôi, đây mối bên kia mối đó, hàng hai mối thôi, không cần hàng nhiều. Giữ này quan trọng chủ yếu cho nó giữ rồi thôi, chứ nó không có hơi, nó không có xì ra đây được, vậy trong nó có nỉ rồi. Rồi giờ bắt vô ha. Rồi thì giờ mình bô mình bắt vô ok nè ha. Bây giờ mình tiến hành mình sẽ đề máy thử coi bô cái tiếng nó lớn hơn nãy không ha. Thì chắc cái lỗ bự thì nó sẽ phải lớn hơn được một tí xíu. Giờ thì mình đề ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình hạ lại. Rồi video của mình đến đây cũng kết thúc ha. Thì mình thấy tiếng vậy là cũng ok đó. Thì bu hơi thì tiếng thì nó cũng cái nào nó cũng giống nhau thôi. Rồi video của mình đến đây kết thúc ha. Nếu thích video mình thì cho một like và đăng ký kênh để ủng hộ video mới sẽ hay hơn. Rồi mình chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong video sau.